Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ dựng cho các bác tham khảo một cấu hình loa full đơn 40 JBL SRX715. Cấu hình chơi toàn bộ full từ leo. Bát leo 40 Hewell 2 tầng côn 100 và chép 750 leo bi. Đầu video em nói luôn, các bác chơi một cấu hình full đơn 40 neo như thế này, cho các bác về chơi được sự kiện này, đánh đám cưới, sân vườn, không gian rộng lớn, các bác sử dụng cấu hình này thì rất là khỏe các bác nhá. Hát karaoke tiếng rất nhẹ, và cái cấu hình này rất là bền, siêu hay luôn. Đây là một cấu hình em phải gọi là cao cấp và xịn sò cho các bác, mà mức giá dựng lên rất hợp lý và giá rất vừa phải cho các bác lựa chọn đầu tư nhanh và nhanh hồi vốn các bác nhé. Với các form thùng sử dụng ở đây là bên em sử dụng lên cho các bác form thùng 715. Cái form thùng này rất là nổi tiếng rồi. Thùng này của nó là thùng sơn sần chống nước. Nước sơn rất là đẹp các bác nhé, đầy đủ ốc treo nóc và treo ngang. Ở bên hông là có tay sách. Đây. Con này lưới của nó có dán vải chống bụi các bác nhé. Thưa. Đấy. Tem cờ 715. Và thùng này bên em sử dụng là họng kèn đại luôn, 23x23 và hai cái thanh tông ngơi tam giác ở phần dưới. Thùng này của nó là gỗ ván nếp dày 1/8 các bác nhé. Rất là chắc luôn. Bên đằng sau là có cái hậu loa như thế này. Em sẽ cho các bác kích thước thùng này luôn. Đo thùng. Các bác đợi chút nha, em đo thùng xong này em báo cho các bác kích thước luôn. Đây, đang đo thùng các bác nhé. Rồi, ok. Con này cao, chiều cao nó rơi vào tầm khoảng là 75 các bác nhé. Chiều sâu nó rơi vào tầm khoảng 42. Và chiều ngang nó rơi vào tầm khoảng 43. Bây giờ đi vào vấn đề chính này. Là em sẽ giới thiệu cho các bác bát chép, nội thất bát chép phân tần. Quá là cái ô đựng chép bên trong này. Và thùng bên em toàn bộ làm là ke góc đầy đủ các bác nhé, nên tạo sự chắc chắn tuyệt đối cho các bác luôn. Cái thùng này ưu điểm của nó là ván nếp này siêu dày luôn, cho các bác đi làm sự kiện thì bê bác nó nhẹ. Sử dụng bên trong này bên em lắp hẳn phân tần xịn sò, đó là phân tần Bro F1518 chuyên Array. Phân tần này thì hai cuộn đồng to vật vã, tiết diện dây lớn, tải tốt, hai bóng đèn chống cháy chép. Tụ rất là to luôn các bác nhá. Phân tần này cho ra tiếng rất mượt luôn. Bên trong thì lót toàn bộ bông tiêu âm. Bên em có bông này nhá, và bên em có cái bông mút trứng màu đen nữa. Bác nào sử dụng bông nào thì em lót cho cả bông đấy. Nói chung có hai loại bông tiêu âm. Ok chưa các bác? Đây, về phần họng kèn. Họng kèn sử dụng họng kèn đại luôn. 23x35 họng kèn này. Chép ở đây em sử dụng chép 750. Chép 750 leo bi. Con này lắp nhôm các bác nhá. Côn 75, côn dây dẹt, lõi đồng. Từ neo bích 7 màu. Xịn sò luôn, con chép này tiếng rất hay luôn. Về phần củ bát thì em phải gọi là củ bát chất nhất quả đất và hot nhất hiện tại. Đó là củ bát 40 neo Hewell 2 tầng côn 100. Có cái model là 15LDS100C1 8 ohm, con này 750W, nhưng của nó 2 tầng côn nên sẽ gấp đôi công suất các bác nhá. Siêu khỏe luôn, 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt ở phần mặt bích neo rồi. Các bác nhìn nó rất là hầm hố, xương nhôm có như cọc chạm đồng. Nói chung hãng Hewell là một cái hãng gọi là quá là chất lượng, quá là cao cấp. Ở cổ côn đánh keo trắng sữa vòng quanh cổ côn là nhện màu vàng. Và cái này các bác nhìn cái được nâng lên bởi cái nhựa màu da cam này, chính là những cái lỗ này, những cái lỗ tỏa nhiệt tản nhiệt từ phần côn ra. Con này của nó là côn nhôm dẹt nhá, chú ý cho em là côn nhôm dẹt luôn. Đây, màng này hai gân. Màng toàn bộ là hai gân vải nhá. Toàn bộ là màng phủ keo bóng chống nước. Quá là mỹ mãn luôn. Với một cái cấu hình này. Đấy. Bây giờ em sẽ mở to nhạc hơn lên cho các bác nghe nhé. Các bác thích, yêu thích cái cấu hình này, hãy nhấc máy gọi về bên cửa hàng nhé em. Mở to nhạc đi.
luôn các bác ạ. Hôm nay em sẽ cho nhỏ nhạc. Vừa rồi em sẽ test một đoạn nhạc ngắn thôi. Ở video phần 2 em sẽ test trên cái dàn sự kiện của em sẽ sử dụng loa này và em hát cho các bác nghe nhé. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh nhé em. Em nói luôn, công khai giá bán trực tiếp cho các bác là 12 triệu một đôi. Chỉ 12 triệu một đôi, các bác sử dụng full đơn 40 này, bao hay cho các bác. Bỏ ra 12 triệu xứng đáng đồng tiền các bác luôn. Là sử dụng bỏ ra 12 triệu nha các bác nhá. Được chơi loa bát neo 2 tầng côn 100 chính hãng Higwell chép 750 neo bi luôn. Với cái giá 12 triệu em thật các bác chơi cấu hình ăn đứt mấy cái anh mà loa nhập mới của Trung Quốc. Đấy, loa nhập mới Trung Quốc về thậm chí bán mười mấy triệu nhưng chỉ được từ thường luôn đấy, bỏ 12 triệu chơi từ neo các bác nhá. Ok chưa các bác? Nói chung bác nào am hiểu về âm thanh thì các bác sẽ hiểu rõ cái về cái vấn đề này. Cấu hình này cho các bác đi đánh sự kiện thì bao bền luôn, bao khỏe luôn. Thôi nha, em xin dừng video. Bác nào mua hàng thì điện trực tiếp về bên cửa hàng nhà em. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Mua hàng các bác có thể điện trực tiếp hoặc kết bạn nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Bác nào lấy xỉ cấu hình này, anh em sự kiện nào mà lắp cấu hình này cũng liên hệ luôn. Giá xỉ số lượng 5 đôi, 10 đôi cũng liên hệ em luôn các bác nhé. Giá xỉ liên hệ riêng cho em. Một cấu hình này ví dụ vào cái form thùng này thì không bao giờ bị lỗi thời lỗi mốt các bác ạ. Thôi hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ. Và tặng nhé một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.